Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu địa hình bên em mới về. Mẫu model XDS Romaxi 700, một trong những model cao cấp nhất của dòng xe địa hình của XDS tại thời điểm hiện tại. Với tông màu chủ đạo tông màu trắng, sử dụng với group cao cấp của Shimano SLX, giảm sóc hơi của Epicon. Và bây giờ xin mời anh đã vào với chiếc xe. Vâng, xin quý vị bác, đây là cái mẫu địa hình XDS. Thì như ông biết thì mẫu XDS là một trong những cái thương hiệu xe rất là nổi tiếng bên thị trường châu Á, được sử dụng rất là rộng rãi. Và cái model lần này em mới về với model cao cấp nhất của dòng xe XDS của dòng địa hình, model Romaxi 700. Thì thường em đã về mẫu XDS là rất là nhiều rồi, những cái model thường thường là Romaxi 500 và 600. Và model lần này em về model cao cấp nhất của dòng XDS địa hình, với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng, điểm chỉ xanh và ghi trên khung xe rất nổi bật. Và cái chữ XDS của biểu tượng của nhà sản xuất là cái model của xe Romaxi 700. Chữ XDS là được dập khung lỗi. Đây là lỗi dập lỗi nhé. Hãng xe được dập lỗi chữ XDS. Là khác biệt so với những model cũ trước đây. Xe được chạy với bộ dây âm sườn. Và đặc biệt là xe được sử dụng với bộ khung nhôm siêu nhẹ, sử dụng khung nhôm Alloy X6, một trong những hợp kim nhôm không mối hàn rất cao cấp. Bây giờ em sẽ đi qua nước sơn zin của xe, thưởng thức xe. Xe đánh giá còn rất là đẹp nhé. Sử dụng nhôm cao cấp, nhôm Alloy X6, hợp kim nhôm siêu nhẹ, sử dụng nhôm không mối hàn, đời mới nhé. Đây vết ố rồi, không phải xước luôn nhé. Xe đánh giá còn rất là mới. Model của xe là Romaxi 700. Sử dụng với tông màu chủ đạo là tông màu trắng ghi. Chữ XDS của nhà sản xuất được dập lỗ trên khung xe. Model cao cấp nhất của dòng điện hình XDS. Ghi đông cổ quốc chính hãng của XDS mua bản cho xe. Tay lắm cao su còn rất là mới. Sử dụng với an ứng sản chính hãng của Shimano SLX nhé. Giống như chùm cuối của dòng bộ chuyển động của dòng xe tô linh của địa hình rồi. Trên DOD, trên XT, DOD XT, Aceda, Antut và Tule cũng được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực cao cấp của Techo Game Mini, dành cho những chuyên dòng xe địa hình cao cấp. Được hãng một model cao cấp của dòng xe phanh dầu Game Mini Techo. Cái đồng cổ phốt chính hãng của XDS. Bên phải em được sử dụng với tay bấm sản chính hãng của bên tường đĩa cũng của Shimano SLX, và cụm phanh sau là cụm phanh dầu được của Game Mini Techo, cũng là cụm phanh dầu model cao của dòng phanh dầu Tất Châu. Xe sử dụng với khóa chìa khóa trên tay, rất tiện lợi các bác. Trên được sử dụng mục đích cho những dòng xe địa hình cao cấp, giảm sóc hơi. Đây là chỗ xả e và đôi meo nhé. Đổ hơi bao giờ cũng rất là bền. Độ nhúng của xe rất là êm so với giảm sóc dầu. Giảm sóc hơi chính hãng của Epicon. Epicon là một trong những hãng mà chưa sản xuất những dòng xe giảm sóc cũng rất nổi tiếng. So với những mẫu dòng xe rốc sốc, Epicon là một trong những thương hiệu lớn. Giảm hơi. Vành chính hãng của xe, nguyên bản ngang xe chính hãng XDS của Romaxi. Cam dẹp, cam lá hẹo nhé, được chia làm hai tông màu đen vàng. Mai ơ chính hãng của XDS, mai ơ bạc đạn, tông màu rất là nổi. Đây là nguyên bản cho xe luôn. Sử dụng lốp Maxxib kích thước lốp 26 x 2.0. Mã bạch model chính hãng của xe cũng là nguyên trên khung. Cộng yên chính hãng của XDS mua bản theo xe. Nguyên mua bản theo xe. Yên chính hãng của XDS. Lốp còn rất là mới không nhá.
nó còn rất là mới luôn. Đôi đĩa trục rỗng chính hãng gọi cái GS nguyên bản theo xe. Củ đề sau là củ đề Shimano SLX. Trang bị với 10 tầng lip. Lip xích còn rất là mới luôn. Và 3 tầng đĩa. Cho bộ chủ động của xe là 30 tốc độ. May là dạng khối đổ quá nhé. Carbon. May ơi sau chính hãng May ơi X của XDS. Đây là bạc đạn khối lổ vành XDS nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới. Bây giờ xin cho các bạn đứng ở khung xe 5. Vâng, cho các bạn đứng ở khung xe là size 45, chiều ngang khung là size 53. Thế là các bạn cần 1m6 trên 1m7 đi vừa. Sao trang bị mới vào rút Shimano SLX lên lít rồi. Chất lít còn rất là mới luôn nhá, chú lít. May bạc đạn khối lổ. Bên phải em là đuổi trục giống của JS xuống đĩa, 3 tầng đĩa, lên đĩa. Ngặt đĩa đều ri. Cơn chua mật mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình XDS model cao cấp nhất của dòng xe Domasi, model Domasi 700 được trang bị với gờ rút cao cấp SLX, giảm xóc hơi Epicon và đặc biệt xe được sử dụng với bộ khung nhôm X6 không bối hàn hoặc kim nhôm siêu nhẹ. Vâng, xe giá tốt bên em là 10.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn các bác trong ngày mai.